mê mẩn với vóc dáng của vợ Victor Lindelof. Mà ra, người đã kết hôn với Victor Lindelof vào năm 2019 và cặp đôi đã có 2 người con. Cô cũng khiến người hâm mộ mê mẩn vào năm ngoái khi tạo dáng trong bộ áo tắm. Tương lai của Lindelof tại MU đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Mà ra Lindelof đã lên Instagram để khoe chiếc váy trắng ôm sát bắt mắt. Người đẹp 29 tuổi dựa vào bộ cửa sổ và từ chối nhìn vào máy ảnh trong bức ảnh nghệ thuật. Thay vào đó, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát đường phố bên ngoài cửa sổ của mình. Người hâm mộ đã hết lời khen ngợi người đẹp sau những bức ảnh được đăng tải. Một người hâm mộ đã viết, đó là một nữ thần. Một người khác bình luận, con gái 3 tuổi của tôi ngồi cạnh tôi khi tôi xem những bức ảnh này và sau đó nó hỏi, mẹ ơi, mẹ có phải là nữ hoàng Thụy Điển không? Một người khác nói thêm, đẹp một cách kỳ diệu. Mà ra, người đã kết hôn với Victor Lindelof vào năm 2019 và cặp đôi đã có 2 người con. Cô cũng khiến người hâm mộ mê mẩn vào năm ngoái khi tạo dáng trong bộ áo tắm. Tương lai của Lindelof tại MU đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Mùa giải năm nay cầu thủ sinh năm 1994 chơi không mấy ấn tượng, anh chỉ là lựa chọn thứ 4 của Quỷ Đỏ ở vị trí trung vệ. Trận thương của Lisandro Martinez và Rafael Varane có thể giúp cầu thủ 28 tuổi có thêm cơ hội để gây ấn tượng trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.